Bước vào quán không chỉ được học tiếng Nhật mà còn được luyện nghe tiếng Anh luôn. Là mình ngớ người ra bảo là mọi người ơi nói tiếng Việt được không ạ? Hóa ra là Bomteyu này rất nhiều người nước ngoài và người Nhật đến ăn luôn. Ở đây thì nổi tiếng về món bánh xèo Nhật Bản và takoyaki. Được thiết kế theo kiểu quầy bếp mở nên mọi người lâu lâu có thể ra quan sát. Bình thường mình không có hứng thú với bánh xèo Nhật Bản đâu, nhưng mà phải công nhận là ở đây rất là ngon với cái khoản bánh xèo đấy. Đây là những miếng bò đắt mà xắt ra miếng ăn mềm tan trong miệng. Ngon ngon nên thử nha, mỗi tội ít lắm. Phần cheese roll này ăn cũng ok nè. Đồ ăn ở đây thì giá cả phân khúc hơi cao một chút, khẩu phần ăn sẽ hơi ít so với người Việt Nam. Tuy nhiên bù lại thì mình cảm thấy rất là hợp khẩu vị của mình. Như cái phần bánh xèo này nhất định mọi người phải gọi nhá. Phần trứng lòng đào ngậy quyện với sốt, kèm cả thịt lẫn hải sản ăn rất là cuốn. Phần salad này ăn cũng ok la, rau giòn ngấm sốt. Cơm lươn này thì mình nghĩ mọi người nên cân nhắc bởi vì mình thấy ăn nó cũng không có gì là đặc sắc quá. Và món tiếp theo mọi người nên cân nhắc là cái món này. Cá nhân mình thấy ăn cũng tạm được thôi. Sau bạn nhân viên có hướng dẫn mình là đi 3 người check in thì được tặng một phần takoyaki. Takoyaki ở đây ăn cũng khá là khác vì phần bột của nó khá là đặc, dẻo và thơm. Bên trong thì có miếng bạch tuộc to giòn. Tổng kết lại thì giá thành hơi cao, chất lượng đồ ăn ok. Lên đồ ăn cũng hơi lâu một chút, mọi người có thể đến trải nghiệm.